tin tin máu mủ cha con gặp lại được. Dạ. Thật sự là cũng rất xúc động, tại vì tôi cũng ngờ mình đã tìm ra được nữa. Dạ. Là mất tích đó, từ ngày mà 94, năm 94 đến giờ là mất tích đến giờ tôi không gặp được. Dạ. Thật sự bất ngờ mà mừng nữa. Mừng mà nói về 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 chủ là được. Mừng mà thấy run run chân luôn. À, mừng rung chân luôn hả chú? Mừng Mủ của mình mà giọt máu của mình mà sao không vui cho được chú ha. nhé. Mà Mừng nhé. rồi trong gia đình thì có ảnh hưởng gì không, ví dụ như là vợ sau của chú rồi các con của chú có hoan nghênh điều này không? Túng Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Túng Vị lại liên tục báo đến cho cộng đồng một tin vui. Đó là tin vui của em Trần Trung Hiếu. Sinh năm 1989, năm nay em 34 tuổi. Và trước màn hình chúng ta là cái sự chia sẻ vui mừng của người cha tên là Võ Nhật Hà, quê ở Hải Lăng, Quảng Trị. Thưa quý vị, cách đây 4 ngày thì em Trần Trung Hiếu đã lên chương trình để chia sẻ câu chuyện của em, mong muốn là tìm lại người cha thất lạc 34 năm. Theo như thông tin mà em chia sẻ thì em nói rằng vào năm 1989 thì ba mẹ của em đã có ý định là đi vượt biên. Vì vậy cho nên là đã làm thủ tục đầy đủ với bên cái người trung gian là chuyên chở. Thì sau khi trong quá trình mà bước lên tàu đó thì chủ tàu mới thấy mẹ của Hiếu là bụng bầu bự. Vì vậy cho nên là chủ tàu đã không nhận chuyên chở và có nói với mẹ của Hiếu rằng là chạy về nhà để lấy một món đồ gì đó rồi quay lại tàu. Khi mẹ của Hiếu chạy về để lấy đồ thì khi ra thì tàu đã đi mất. Mẹ của Hiếu đã hết sức là ngậm ngùi và số phận đã như vậy, không có cách nào hơn. Cha con, vợ chồng đã chia ly từ đó. Người cha cũng không được chứng kiến khi con chào đời. Còn người mẹ một thân một mình rất là khó khăn. Vì vậy sau khi sinh ra con cũng trong năm 1989 thì mẹ không tự xoay sở được cho nên mẹ đã phải cho con. Kể từ đó, sau đó một thời gian thì chú Võ Nhật Hà có biên về một lá thư và nhờ bên ngoại là nuôi nấng con của chú khi chào đời. Nhưng rất đáng tiếc thì khi đó là đã cho con mất rồi, là mẹ của Hiếu đã cho Hiếu. Mãi cho đến cách đây vài năm thì bên gia đình của mẹ Hiếu mới tổ chức đi kiếm Hiếu, thì mới lần mò ra tung tích của Hiếu. Rồi sau đó Hiếu mới biết được rằng mình chính là con nuôi và mình đang còn có người cha ruột tên là Võ Nhật Hà, còn mẹ ruột tên là Nguyễn Thị Bình. Còn trước đó thì Hiếu không hề hay biết. Kể từ khi biết được tin của bên ngoại thì mới biết được tên cha và Hiếu mới lên chương trình của Tuấn Vĩ để mong muốn kiếm lại cha. Rất may mắn khi mà Hiếu chia sẻ câu chuyện lên thì một người quen với chú Nhật Hà đã báo tin cho Tuấn Vĩ biết rằng là chú Võ Nhật Hà đã hồi hương và hiện tại bây giờ đang ở Huế. Biết rằng là Tuấn Vĩ đã có thông tin chính xác, nhưng trong thời điểm gần đây thì Tuấn Vĩ lo rất là nhiều việc. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ đã cho số điện thoại của đôi bên và đôi bên đã tự liên hệ và xác nhận rằng đó đúng là cha con. Thì hôm nay Tuấn Vĩ xin được kết nối để chúc mừng cũng như là để lan tỏa tình yêu thương đó đến cho cộng đồng và cảm ơn cộng đồng đã chia sẻ video trên. Tuy nhiên trong buổi trò chuyện với chú Nhật Hà thì cũng có nhiều điều để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui
cũng như là tìm hiểu thêm về trong quá trình thất lạc của hai cha con. Và khi nhận được con thì gia đình của chú phản ứng như thế nào và hoan nghênh không? Thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi buổi trò chuyện hôm nay và cùng chia sẻ niềm vui với chú. Tuấn Vị rất cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng cũng như là quan tâm đến cảm ơn tới người báo tin. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng chia sẻ niềm vui mà Tuấn Vị đã ghi nhận được từ chú Võ Nhật Hà. Chú là chú Hà chú ha? Đúng rồi, Võ Nhật Hà. Trời ơi thiệt, thấy chú còn khỏe mạnh con mừng quá, bởi vì là theo như trong hồ sơ thì con cứ nghĩ là nay cũng cầu may cho chú, không biết chú còn khỏe mạnh không nữa. Chú năm nay là nhiêu tuổi chú? Năm nay 68 tuổi. À 68. Rồi chú xem cái video đó thì chú thấy thế nào? Có đúng là nhân vật của chú và con chú cần tìm không? Trước hết là chú cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ. Yeah. Hôm nay cũng tâm sự rồi nhờ cháu lên lên đài truyền hình đồ gì đấy mà làm tìm ra được là đúng là con của chú đấy. Dạ. Yeah. Chú ngồi ra rửa màn hình giùm con với. Ngồi ra cái hướng giữa màn hình, xích chú ngồi nhất quan chút xíu chú. Đúng rồi. Dạ. Vậy là hồi đó thì cái tình tiết diễn ra giống như là con của chú kể như vậy là trúng như vậy hả chú? Chính xác. À. Rồi kể cả cái lá thư viết về thì có trúng không? Có luôn. À có luôn. Dạ. Có. Có hàng có bây giờ là còn khi tôi về tôi còn mang một con cái là thư và có cái ảnh của tôi á. Dạ. Tôi còn mang cái áo nó về luôn mà, đem cái áo nó ngoài đang có cái áo đấy. Rồi mừng quá. Dạ. Yeah. Dạ rồi lâu nay chú có nghĩ đến cái chuyện là đi kiếm con của chú nữa không? Vì có nghĩ mà cũng việc tìm đâu tìm. Là tôi kể cho mẹ của Hiếu về tại nhà tôi là kể về gia đình tôi á, là khi tôi qua tới bên Hồng Kông á, mấy tháng là ở nhà mẹ Hiếu sinh Hiếu. Có phải mấy tháng làm sinh. Dạ. Yeah. Vì lúc đó tôi đi là Hiếu về bên mẹ Hiếu là có bầu khoảng 6-7 tháng lắm á. Dạ. Ừ. Vì đi không được, đem đi không được, đem đi tàu không được. Dạ. Yeah. Họ không cho đi, họ đi là nguy hiểm. À, vậy là cái chi tiết mà Hiếu kể là do mẹ có bầu nên là không có đi cùng được là cái điều đó là đúng vậy hả chú? Chính xác. Dạ. Yeah. Vậy sau đó chú qua Hồng Kông rồi chú đi đâu nữa chú? Chú qua Hồng Kông ở Hồng Kông 7 năm. Dạ. Yeah. Dạ. Năm có 6 năm. Năm rồi tôi phải về lại Việt Nam lại. Dạ. Yeah. Vậy là hiện tại bây giờ thì chú sinh sống ở Việt Nam chứ chú không có định, không có ở bên kia rồi chú ha? Chưa định cư. Dạ. Yeah. Đang bây giờ về Việt Nam, ở Việt Nam về gia đình. Dạ. Yeah. Cũng định cư nhưng mà một năm hay năm mình đi lại. Dạ. Yeah. Vậy nay nghe tin con kiếm như vậy chú có bất ngờ nhiều không? Thật sự bất ngờ mà mừng nữa. Mừng mà nói về chú là mừng mà thấy rung chân luôn. À, mừng rung chân luôn hả chú? Máu mủ của mình mà giọt máu của mình mà sao không vui cho được chú ha? Chính xác rồi, vì lúc mà năm 99 tôi về thì, à 94 tôi về. Thì bên cậu ghé nhà là mẹ hiểu là nhà là nhà vợ chồng tôi là nói là sinh con ra thì chó rồi giờ cũng dặn nói ai. Anh Hiếu là sinh năm mấy, năm nay là tính ra là bao nhiêu năm rồi chú ha? Sinh năm 89. 89 hả chú? 89. Dạ. 89, vậy là năm nay 34 tuổi hả chú? 34 tuổi. Dạ, 34 năm ha. Khi hàng sinh là mẹ, à, khi hàng tuổi hàng là bây giờ đúng ngày mẹ hàng sinh nó. Dạ. Tôi đi Hồng Kông 89. Dạ. Tôi đi Hồng Kông 89, tôi đi thằng tư. Dạ. Bởi vậy cho nên là giờ gặp lại con sao không mừng chú ha, mừng nghĩa. Mừng nhé. Dạ. Mà rồi trong gia đình thì có ảnh hưởng gì không? Ví dụ như là vợ sau của chú rồi các con của chú có hoan nghênh điều này không? Có vui không? Dạ, dạ, dạ. Bộ cáo là không có vấn đề gì xảy ra, vui vẻ. Yeah. Lắm. À, tốt. Dạ. Yeah. Vừa vẫn vui. Dạ. Yeah. Mấy đứa con vẫn vui vẻ, mấy đứa con em hiểu ở đấy. Dạ. Yeah. Mừng, vui lắm. Mấy con mình điền về cũng vui.
Lại gặp lại con cũng gặp lại con cũng khóc luôn, con chạy chạy qua con hướng chấn luôn. Vì câu việc là hiểu anh là kể với tôi là chuyện có được đau đớn với cha con rồi. Và nói con có một cái vấn đây này, mà con trai con có cái vấn là màu đen. Thì bây giờ hai đứa con gái với một đứa đi, một đứa Việt Nam là ở Việt Nam nên là cũng có hai cái vấn đây, Ồ, ngộ vậy? màu hồng. À, ngộ ha. Nữ là màu hồng mà nam là màu đen, Ồ, ngộ quá vậy, giống như ông trời ông đánh dấu á hả? đánh dấu luôn được chính xác luôn. Đó là một việc. Công việc hai là mấy mẫu mẫu nào tìm thì thấy thôi, mấy mẫu nào tìm thì đó là tại vì tự nhiên mà có lắm. Thì đó. Tôi cũng nhớ luôn, chúng là khi khi mẹ đi mà cái đứa đi tôi khôi lúc đó thì chưa có có điện thoại, có điện thoại bang thì có điện thoại bang, tôi cũng kiếm số máy luôn, không biết gì cả luôn, thật sự là không biết gì đâu. Thì hôm nay tình cờ mà cứ làm cháu làm được việc này thì quả thật sự là trước mắt á, là cảm ơn nhiều, nhưng mà còn cảm ơn nhiều, cảm ơn cháu nhiều. Hôm tìm ra là tin tin mẫu mụ cha con gặp lại được, thật sự là cũng rất xúc động, tại vì tôi cũng ngờ mình đã tìm ra được nữa, là mất tích đó. Từ ngày mà chín tư năm 94 đến giờ là mất tích, đến giờ tôi không gặp được. Là sau tôi đi Hồng Kông về á, sau 94 tôi về đó Hồng Kông, tôi 94 về, 94 về thì gặp lại Bình Bình đại về, đã về nhà tôi lắm á. Mẹ hiểu, về nhà tôi ở với gia đình tôi 12 ngày. Sau cùng lúc đó gia đình tôi cũng khổ lắm, nghèo. Tôi cũng là đi chỉ đi vấn đề rồi đi đi chơi rồi vợ tôi rồi cũng cho tiền mua gạo mua cơm mình đau hoa lắm. Rồi sau đến ngày ở 12 ngày tới ngày đó vợ tôi về là tôi chưa chở chị vô chị ở Đắk Lắk á, thì có Đà Nẵng. Ơi nặng làm đêm sáng mà ăn ở cũng là nặng một đêm với ba con mai đi Đắk Lắk. Thì Rồi từ lúc đó lúc đó thì cô nói là con ở đâu? Cô có nói cô đó là nói to thôi, không? Cô cũng nói thiệt là cho. to luôn đó, thì bây giờ kể lại thì không dám nhìn được, không được, sợ không được, mày dụ như thế bây giờ luôn ấy. Rồi thưa chú là mẹ của anh Hiếu mất đó thì cái gốc của mẹ của anh Hiếu mất đó, thì cái gốc của mẹ bên ngoại này kia thì chú có nắm được là ở đâu này kia không để cho anh kiếm được về cái gốc của dì các dì này kia có kiếm được không chú? À, gốc của ngoài thì hiểu là ở Quảng Bình, À Quảng Bình. gốc Quảng Bình sau vô lập nghiệp ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột làm ăn, thì sinh con đẻ cháu thì lấy chồng lấy con ở Buôn Ma Thuột Đắk Lắk hết. Con mẹ hiểu là lúc đó đi buôn, thì tôi là đi làm trên công nhân đường trên tàu lửa đường sắt á, làm kiểm soát viên đường sắt như quê em. Vậy là cô với chú chỉ có một người con là Hiếu duy nhất thôi hả chú? Một mình hiểu duy nhất thôi. Rồi sau đó là cô cho người ta, rồi cô mất năm 2012 là cô mất. Mùa bảy đúng rồi. Còn tuy Không, nhiên, năm 2012 mất cái đó là bây giờ hiểu kể lại tôi biết. Cái mất ngày mất công việc về 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 ngoài hiểu đang nói chuyện thôi đó. Hôm nói chuyện thôi, của kể lại tôi. Vậy gì vẫn mà gì mà em của mẹ hiểu á, có kể lại tôi. Thế thì chị cũng biết, gia đình cũng biết, cái thật sự khi mà nghe chuyện một cái là cả vợ tôi bây giờ ở đây, con cậu như ba con ở đây họ thương lắm. Giờ tôi cũng náo động luôn mà còn thương cả làng này luôn á, thương mẹ hiểu lắm, sắp đặt hết rồi, ngon lành rồi, lo lắng hết rồi, hiểu có điện có nói chuyện rồi mà tôi cũng về cái cháu phải về luôn để cho biết. Rồi để bữa đó cháu sẽ sắp xếp.
Trời Nên ơi, bao nhiêu năm rồi mới gặp được cha, rồi cha mới gặp được con. dạ, Vui mừng quá. lắm, dạ, vui vẻ nữa. Mà hiện giờ bây giờ cái này này, cái quan trọng thứ nhất á là quan trọng là vợ tôi và con tôi ở đây. Nhưng mà ở đây á, vợ tôi con tôi mừng lắm, nghe như vậy là mừng lắm. Bởi bởi vừa vừa rồi mà chú chơi cháu chơi điện cho chú là có mấy mấy người trong hàng xóm tới mấy chị em tới thăm chơi, hỏi thăm, đang hỏi thăm. Mấy chị em đang mừng, đang cười cười rỡ mừng rỡ với tôi ngồi ngoài đây với chú cho cháu điện lắm. Vui vẻ còn cái gì? Vậy là Thì tốt trong rồi. trong con về để mà nhìn mà con thì rõ ràng hơn. Gần tay gần chân gần giá thì rồi con nó gần hơn. Thấy thường quá. Còn thêm cái này này. À, mấy cái ảnh hình của thằng Hiếu á, hồi nhỏ là khoảng chừng một năm 2 năm gì đấy là giọng tôi với giọng hai đứa con gái đấy in rõ luôn. Vậy á Ừ, chú. lớn lên là khác thôi. Thì bây giờ mẹ mẹ mấy đứa ở ở Huế đấy vẫn nói như vậy mà. Giống như mấy đứa con vừa đã sinh ra in luôn, không khác điểm nào hết. Còn cái thứ con đối với tôi thì quá quá giống. Thật ra thế này chú nè, gọi là cái mối quan hệ thì đúng là đôi bên đã xác định là cái mối quan hệ là có như vậy, nhưng mà còn trên cái phương diện huyết thống đó thì theo con thì nên xét nghiệm ADN. Chính xác. Vì cái việc đó nó cũng không có khó khăn gì, nó dễ dàng lắm, không có khó khăn gì cả, cho nên là để đôi bên không có băn khoăn về nhau đó thì con nghĩ là cần xét nghiệm ADN. Ok rồi, và tôi như vậy Con cháu yêu cầu như vậy là quá đồng tình về về chú cũng muốn như vậy mà. Đúng đúng là thật sự như vậy đó. Mà hơn nữa bây giờ nói vậy thôi chứ đúng là con chú chứ không phải con ai hết. Con có hiểu có kể về tôi về chú là hôm qua cái hôm nói chuyện lâu lắm mà nói chuyện mà thích nói chuyện với chú, thích lắm, thích nhiều lắm. Như cháu trình bày là phải thử ADN là cũng trúng. Cùng Theo nên. chú là đó là con chú nhưng mà có ai hết, chắc chắn luôn. Vì mẹ có hiểu là chị khi quen chú thì chị ở một chú ở ba hết. Người dân nóng thật xa đàng hoàng lắm, không phải chạy gì cả. Ở trong Huế Huế trong kia hồi đó ở ở Huế đấy, chú có một đứa em gái là lấy chồng ở Huế có nhà. Chú làm công nhân khi nào chú nghỉ phép chú về, từ ra Huế về 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 nhà đó khoảng chừng 300 mét á. Rồi mình đi buông ngoài cùng mình đồ vô rồi là khi nào buông là ghé đó ở đó là khoảng chừng mấy tháng á. Rồi sau khi về nhà khoảng chừng 1 tháng rưỡi 2 tháng mà chú đi vượt biên, tổ chức vượt biên mới đi phải bỏ binh lại, cũng đem đi họ không cho Có bầu người ta không cho đi theo. thì nguy hiểm, xin nợ cũng ai biết. À, đúng như vậy đó. Thì khi năm 1989 là chú đi vượt biên á, là bên ở nhà bờ bên cửa khoảng vài tháng là bên xin nợ. Khi xin nợ xong á thì thực sự là chú biết xin nợ thì có biết xin thôi, nhưng mà ở bên Hồng Kông chứ không biết cho. Thì có gửi thư về á, bây giờ chú mình nhớ là gửi thư về là còn nói về ông ba là chờ nuôi con vợ vợ con, thời gian khi nào con trở về con tìm lại, nói về thôi, đơn giản thôi. Từ đó là mất tích luôn, không có gửi thư nữa, không gửi thư, không liên lạc gì được hết. Rồi thưa 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 chú, là cái khó khăn ở cái chỗ là bây giờ muốn kiếm lại thì nó khó ở cái chỗ là do cô cho người khác rồi nên là kiếm không ra, đúng không chú? Đúng rồi, đặc điểm ra mà hơn nữa là mẹ đẻ chết rồi, Đúng rồi, mẹ mẹ đẻ cũng mất rồi cho nên mẹ là đẻ mất. Sau khi là cái hôm qua ông ngoại nói chuyện với tôi là thì chú là bên gia đình bên ngoài ông ngoại của Hiếu là cùng mấy tin lên được 3 tháng rồi, bên mấy gì mấy cậu cùng mấy tin lên được 3 tháng thôi, chứ cũng biết đâu mà tìm hết. Giờ là lúc đó là giờ giờ việc đi đi tìm đi hỏi ba con thì họ chỉ là cho lên cái vùng đó cái xóm đó nhưng mà không không biết có số nhà, không biết tên gì, không biết cho ai. không biết cho ai, nhưng chọn xóm đó việc đó thôi. Sau khi ngồi đó uống cà phê nói chuyện ba con tìm có một ba một mù ngồi đó, ba ngồi đó ba nó bấm vào tìm
Ông bà kia mà nói bây giờ có ba con dòng tộc mẹ đang ngồi đợi ngoài đi ra bằng ra. Mà theo con thì lúc đó theo như Hiếu nói là do mẹ một thân mình sinh con ra rồi khó khăn quá rồi rồi nuôi không được. Rồi buộc lòng phải cho người ta. Lúc đó tại vì chữa Hồng Kông vẫn có tiền nhưng mà không liên lạc được, hết liên lạc luôn, không có gửi gửi được chứ gửi tiền được gì mà bà nuôi con, nhưng mà ngày giống giống như mất dấu rồi á, mất dấu rồi lấy chồng mới chưa có con có cái rồi mới chưa mất dấu, không có liên lạc, nhớ chồng cả đại ý như vậy. Lúc đó thì ở Việt Nam ở nhà nó cũng nghèo lắm, khổ lắm, vậy lúc bây giờ đâu, bây giờ đi Hồng Kông về tương đối đỡ nữa, bữa nay bây giờ tôi nói cho chú nói cho con nghe, cháu nghe là ở đây bây giờ xóm chú ở đây này là nguyên xóm toàn người Mỹ hết, không có người Việt Nam, cho nên là không phải là chú nói chuyện với cháu nói Mỹ để mà khoe khoe tiếng với cháu đâu, không phải đâu, nhưng mà cái vùng chú là dân biển, dân ở dưới biển sát biển, ở sát biển mà khi đi vượt biển á mà họ nhau họ kè họ đi hết lục tàu đi tàu là họ chạy, cho nên phần nhiều là ở Mỹ, thì sau này ở lâu bên Mỹ cho họ về cậu nhau cậu vợ cậu chồng cậu gì con cháu đoàn tụ anh em đoàn tụ trên tâm lắm đi hết, có ai mai một cháu về cháu về con hiểu về về đây đi cháu biết, thế là sống ở Rồi. đây thật sự là sống ở đây sống một tiếng đố thôi. Cho Rồi nên là chú. thì có nhiều nhà thì khổ thì cực thì không có nhưng mà cũng được, đủ ăn đủ sống, nói chung mà mọi xã hội người mọi xã hội có gì họ có đó, có kẻ không phải là chủ nói việc chủ mà họ Rồi con hiểu, không có sao cả. Cái đó là mình cũng chia sẻ, gọi là về ở cái khu vực đó như vậy thì chú cũng chia sẻ cho con biết vậy thôi, chứ con không nghĩ gì đâu. đúng rồi đi. Thưa chú, bây giờ thế này, trước mắt á, là con rất là chúc mừng cho chú, cho Hiếu là cha con đã liên hệ được với nhau và gọi là đã kết nối được với nhau. Thì cái điều đó là cái điều mà nguyện vọng của Hiếu là rất là lớn. Tuy rằng á, thì đối với chú thì chú cũng rất là khao khát về điều đó, nhưng mà chú thì không có manh mối để kiếm. Và nay mà kiếm được lại con cái này vậy kia, vậy là con rất là chúc mừng cho đôi bên chú. Anh như thế này nè, cha lúc nào cũng thương con, mẹ lúc nào thương con hết, con lúc nào thương cha mẹ cả, nhưng mà đi gian cảnh những lúc muốn mà muốn cũng như mọi người mà không tìm được đâu mà muốn được hết, tìm được đâu mà tìm được cả, cho nên là mất thất lạc một thời gian quá dài, được thời quá khá lâu, từ người hiểu đến bây giờ là 34 tuổi thôi, bây giờ bữa nay mình biết được con đó, Cái mình biết đáng vui ở cái chỗ là chú đang còn mạnh khỏe để mà nhận diện con mình. Cái điều đó là cái điều hết sức hạnh phúc đó chú. khỏe chứ khỏe, nhưng mà bây giờ Trung Quân ở đấy á, là để chủ nói nghe nào, họ nghe họ mở lên mạng họ biết họ thấy nhà họ nói chuyện á quá mừng luôn, đúng là con của chủ Hà về rồi, con cậu Hà về rồi, mai mốt về mừng quá mừng, bà con ai cũng thương hết, thương nhất là mẹ của Hiếu, vì mẹ mẹ Hiếu khi về ở đây với tôi á, là thật thà đàng hoàng đứng đắn lắm, cũng có tiếng nặng tiếng nhẹ với bất cứ một ai, ai cũng chiều mến, ai cũng mến thương yêu hết, chứ tự nhiên nghe chết á, em mất rồi có được con trai tìm tôi về họ thích lắm, họ quý lắm, họ mới cả xã luôn, Nhưng mà chú cho con hỏi là hồi đó cô về như vậy thì bà lớn sao, bà lớn có làm khó chú không? về đây lấy vợ, vợ cũng quý mà quý bên biết là bên là hồi trước là ưa tôi, hai vợ chồng ưa nhau thấy có bầu ở lại cũng đi ông con được tôi đi Tức là bà lớn có biết điều đó. biết mà biết, nhưng mà biết mà biết hết Tức là quên, là bà sau chứ không phải là bà lớn. Bà lớn mới là bà Bình, không, mới là bà lớn. bà Bình là bà lớn Vợ mẹ của anh Hiếu mới là bà lớn. đúng rồi, Còn sau này khi về đó thì cũng có bà nhỏ đó mà, rồi bà cũng vui vẻ hả chú? vui vui lắm, vui lắm, không có vấn đề gì. Chú hay quá. Giờ thế này này, giờ gia đình vừa đang ngồi nói chuyện với đứa con nó nói này cũng nhắc về chú là quá vui quá mừng, thì trong ngày ngày gia đình bên Hiếu về là mừng lắm, vui vẻ lắm, mà không những là gia đình của chú nhưng mà hình như cả cái xã này là mai mai một vài hôm nữa con về cháu về là cháu biết, vì họ ra tìm cái cảnh được học quý cháu lắm, mà quý cháu của chú đúng rồi, mà quý cháu họ biết ai rất là họ cũng nhớ tin mà họ biết cái cảm á.
Rồi vậy thưa chú, một lần nữa thì con xin chúc mừng cho gia đình mình, rồi để con sắp xếp bữa đó thì sắp xếp được rồi con cùng Hiếu ra thăm gia đình mình nha chú. Được, cảm Dạ. ơn bác Dạ. ai chưa với nói là trưởng ban là cái gì chưa biết, Dạ. nhưng mà trưởng trên vì trên là còn cộng đồng mạng mà tìm ra được được con gia đình của chú là thay mặt gia đình là trước hết là chú rất cảm ơn nhiều mà chú quá vui mừng và sung sướng khi được gặp lại con, Dạ. mà hơn nữa là khi thấy mẹ của Hiếu mất rồi cũng cái ai cũng cảm động mà thương cả, Dạ. thương nhiều lắm. Dạ. Xong một cái là mai một vì về đây thăm chơi xong là rồi vợ chồng tôi vô Đắk Lắk lại Dạ. để thăm Dạ. thắp hương mẹ của Hiếu, Dạ. rồi vô đi thăm được chỗ nội con của Hiếu á, Dạ. con Hiếu là lấy vợ rồi mà nghe nói là ứng việc ở khá là ở cũng được có được gì đâu để mà tôi về chiều nay đợt này con về đem cháu đem vợ về luôn. Dạ. Rồi vậy chúc mừng chú nha, rồi bữa nào chúng ta sẽ gặp lại chú ha, chúc chú sức khỏe. Ok, Dạ. Dạ. chú chúc sức khỏe là từ lô Việt Nam là tìm cho mọi người dân được Việt Nam cho tìm ai thất lạc đi cho đá cho họ Dạ. họ vui vẻ, Dạ. hẹn gặp lại cháu sau Dạ dạ vâng chú. gia đình Rồi. chú, gia đình cảm ơn cháu vì quá nhiều, Dạ 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 chú. mong mai một có gì mai một ra nhà chú rồi tâm sự nhiều hơn, Dạ. chuyện trò rõ ràng nhiều hơn. Dạ vâng chú. À, con nghĩ là cái duyên nó đến đó, nên là cha con gặp được nhau là coi như cái duyên nó đến rồi đó. Chúc mừng. Dạ. Cái này nói chuyện về ông ngoài thì không có anh chuyện về Vân cái xã này nói chuyện về Vân đi nói chuyện về về, về, Hiếu Dạ. nói chuyện nói Rồi. tục Rồi vậy nha tôi chú, có con tạm biệt chú. Dạ. tôi làm việc Dạ, bye bye chú. Dạ. em lại ok Dạ vâng, bye bye, bye bye. vâng bye bye. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, Tuấn Vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Và đó cũng là một trong những yếu tố để cho các video lan tỏa. Nếu quý vị thấy kênh của Tuấn Vị có hữu ích và muốn ủng hộ cho chương trình, thì bằng cách là nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới để cho những video đó được lan tỏa nhiều hơn. Thì có cái chữ đăng ký đây quý vị. Nếu quý vị chưa đăng ký thì nó sẽ có cái chữ đăng ký đây. Thì quý vị bấm vào chữ đăng ký đó. Sau đó quý vị bấm vào cái chuông. Thì quý vị bấm lên ở trên cùng có cái chữ tất cả. Để những video mới khi mà Tuấn Vị phát hành sẽ thông báo cho quý vị chúng ta được xem. Thưa quý vị, một lần nữa Tuấn Vị xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.